Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm vừa rồi mình có bón phân NPK cho cây cảnh của mình ở đây và đã làm video cho các bạn xem. Hôm nay được 15 ngày mình làm cái video này để thông báo cho các bạn về kết quả mình đã tưới phân NPK và một số cái lưu ý khi chúng ta bón phân hóa học cũng như là bón phân chuồng, cùng với đó là một số cái lưu ý về phòng trừ sâu bệnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để tham khảo và áp dụng cho cây cảnh của mình. Mời các bạn xem đây, cây tùng hôm nay lá lên rất xanh các bạn ạ. Tưới phân sau 15 ngày thì cây tùng lên rất khỏe các bạn ạ. Đây các bạn thấy nó đang phát triển rất mạnh đây. Cây đào đây các bạn, hôm nay lên lá rất đẹp đây. Các bạn thấy cái đầu cành ấy không phải là một chồi mới sẽ lên nhiều chồi rồi. Đây, cây này nữa các bạn này, các bạn thấy đang ra lá rất khỏe mạnh đây. Nay trời mưa nên là nó hơi ướt. Đây, cái thông các bạn nhìn này, các cái lá này xanh này. Đây có một số cái đầu cành nó chưa bật lá, còn những cái lá này nó khô đầu là từ đợt trước các bạn này. Đây cái phần lá mới này, đây nó xanh vậy đấy. Đây nữa các bạn này, các bạn thấy các cái lá mới nó ra đây này. Đây, đây này, lên rất khỏe. Hay là như cây tùng bên này các bạn này, đây đang bật lá mới rất đẹp đấy. Đây, đây này, các bạn tưới phân xong thì nó phải có thời gian để nó mới khỏe được các bạn nhá. Không phải là mình cứ tưới này mai nó lên liền đâu, nó phải cần một thời gian. Rồi cái lục vườn các bạn này nó đang bật chồi lên này. Đây các bạn thấy lá nó xanh đậm luôn đấy, cây nguyệt quế đây các bạn này. Các bạn xem cái video trước thì lá nó chưa xanh đậm như thế này, hôm nay thì nó ăn phân được rồi và nó đã khỏe hơn. Còn cái đào này thì mình mới cắt lá nên là nó chưa lên, nhưng mà lá nó cũng rất xanh các bạn ạ. Cây bên này đang bật lộc các bạn này. Rồi là cái cây đào già đây, gốc thì nhỏ mà già rồi. Nó ăn được phân này nó cũng đang phát triển rất mạnh đấy các bạn. Sau 15 ngày thì cây nó phát triển rất là tốt. Hay là cái hoa giấy các bạn này, các bạn thấy cây hoa giấy này đang bật lộc rất tốt đây này, đó rất nhiều mầm luôn. Cái mai nữa các bạn này, lá mới già và nó dài đấy, các bạn thấy đấy, cái lá mai nó rất dài, nó đang còn non. Các bạn xem lá bên này này, lá rất to và rất khỏe đây các bạn. Cây này là do cắt muộn nên là bây giờ nó mới lên được có ít thôi. Đây lá bên này xanh đậm rồi đây. Đây, bên này thì nó xòe ra nó hơi vàng. Đây nữa các bạn này, tưới phân xong nó bung lá rất là khỏe. Cái hoa giấy đây các bạn này, chắc các bạn còn nhớ cái hoa giấy hôm tưới phân NPK tôi đã quay đấy. Hôm đấy thì cái mụt này nó chưa có, và mới 15 ngày mà nó mọc dài thế này. Đây, và hoa giấy nó rất ưa NPK các bạn ạ. Các bạn mà tưới vào cho nó chỉ khoảng độ 10 đến 15 ngày thì nó bật mầm rất là khỏe. Các bạn thấy lá đây, đây, nó lên rất tốt luôn. Cả cái mít mình đang ươm trong bầu đấy các bạn này. Cây này ghép rồi. Đây, bây giờ nó được phân, nó cũng đang phát triển rất tốt. Còn đây là cái thông hôm trước mình tưới phân quay cho các bạn xem đây. Các bạn thấy cái đầu lá nó này nó lên rất là mạnh đấy các bạn này. Đấy, rất khỏe luôn. Có cây đa này thì chưa thấy bật chồi, nhưng màu lá thì có vẻ cũng đậm hơn. Còn cây sung con này thì đang thay lá. Đây, đụng vào cát nó rụng ngay. Cây sung lớn này thì hôm nay thay lá đã xong rồi. Đây, đang các cái đầu lá đang bật lên đây các bạn. Và trong thời gian thay lá mình tưới phân vào thì quả này nó cũng không thấy có vấn đề gì cả. Cây này là sung tía nên quả khi nó già nó hơi vàng, hơi nâu nâu. Đây các bạn này, còn cái lục vừng này thì tưới phân xong đến giờ cũng chưa thấy có chuyển biến gì. Màu lá thì hầu như vẫn như vậy thôi, chưa có gì thay đổi. Cái hoa giấy này thì lá xanh đậm hơn các bạn ạ. Các bạn xem lại cái video hôm tưới phân thì các bạn thấy đấy, lá hôm trước nó hơi vàng. Và chúng ta nhìn thế này ta biết là nó rất khỏe và nó đã ngấm phân rồi. Đến cái hoa giấy bên này, hôm nay nó đang bật chồi đấy các bạn.
Hôm nay nó đang ra nụ luôn rồi các bạn này. Và hoa giấy khi được tưới NPK thì nó lên rất mạnh các bạn ạ. Cây khế này thì cũng đang ra lộc mới rồi các bạn này. Còn các cái lá này già nó cũng đang bị thay rồi. Đây các cái này là các cái lá mới đây. Đây là đang ra lộc này. Ra lá đấy. Rất khỏe. Các bạn xem cần thăng này. Sau tưới phân cây cần thăng lên rất mạnh. Cây này nữa các bạn này, cần thăng đây. Lên rất tốt luôn. Rồi sung này. Các bạn thấy đây. Lá xanh mơn mởn. Cây này đang bật lộc bật chồi đấy các bạn này. Rất khỏe. Sau đây tôi giải đáp thắc mắc cho các bạn về vấn đề tưới phân hóa học. Có những bạn cứ thắc mắc hỏi là cái phân hóa học là cái số liệu gì, bao nhiêu. Thứ nhất là cái loại NPK nào, số liệu bao nhiêu. Thì các bạn không cần phải chi tiết đến mức như vậy. Các bạn cứ ra các cái hiệu bán phân bón ấy, các bạn mua phân NPK dùng cho cây ăn quả, dùng cho lúa, dùng cho cái loại gì đó mà bón ở địa phương là được. Bán cho cam, cho vải vân vân. Các bạn không cần chi tiết đến cái mức là đầu trâu hay là NPK số liệu là 18, 18, 6 hay bao nhiêu, không cần đến mức như vậy. Ai mà yêu cầu các bạn cứ phải là đúng cái loại phân như vậy thì không cần thiết. Đối với tôi là không cần thiết. Tôi cứ ra các cái chỗ bán NPK cho lúa, cho cây ăn trái là mình về mình tưới là ổn hết, không vấn đề gì. Tuy nhiên có một cái như này, các bạn nên dùng phân tan nhanh. Ví dụ như đầu trâu hoặc là Việt Nhật, mình về mình hòa cho mình tưới thì nó ổn hơn là mình rắc hạt. Có người hỏi là mình dùng phân hạt mình rắc có được không? Ví dụ như là NPK Lâm Thao nó tan chậm ấy, thì tốt nhất là mình nên dùng cái phân mình hòa mình tưới. Vì thế này, khi mình bón phân hạt ấy, thì ví dụ cái gốc cây đây, khi mình dùng cái tay mình rắc ấy, thì cái hạt nó không đều, chỗ nhiều chỗ ít. Và khi cái phân này nó tan ra thì chỗ nhiều chỗ ít, chỗ nhiều có thể làm cháy rễ, chỗ ít thì nó không có. Và khi mình hòa mình tưới ấy, thì cái lượng phân nó ít thôi và nó làm cho cái bộ rễ phát triển đều. Đấy. Tiếp theo là khi trời đang nắng, các bạn không tưới phân hóa học. Các bạn chú ý nhá. Thế các bạn bảo là mình mua kali rồi lân rồi đạm về mình trộn mình bón tưới có được không? Mình trộn như vậy cũng được. Nhưng mà việc gì mình phải mất công mình trộn, mình ra mình mua hẳn cái phân NPK người ta trộn sẵn đấy, mình về mình tưới thôi, không vấn đề gì cả. Cái cây cảnh này, cây thân gỗ nó không giống như là hoa. Có những cái loại hoa, ví dụ hoa hồng hay một số cái loại hoa ấy, người ta yêu cầu cái loại phân là ví dụ như là nhiều đạm này, hay là nhiều kali, hay là nhiều lân. Thì mình mới cần chú ý đến cái số liệu về đạm bao nhiêu, lân bao nhiêu, kali bao nhiêu. Còn đối với cây cảnh, cây thân gỗ này á, bây giờ không phải là thời gian mà chúng ta cần liên quan đến hoa, đến trái. Nên là các bạn cứ cái phần nào mà tưới cho lúa được, tưới cho cây ăn quả được là các bạn tưới được. Các bạn cứ tin tôi đi, tôi tưới mãi rồi. Tiếp theo là trời mưa. Nếu như trời trước khi mưa, chúng ta thấy báo mưa có mây nhiều, trước khi mưa các bạn không nên tưới phân. Vì tưới xong mưa nó xuống nó có thể làm chảy phân, trôi phân. Hoặc là khi mới vừa mưa xong các bạn cũng không nên tưới. Vì cái lượng nước trong cái chậu đất của chúng ta nó rất nhiều. Các bạn mà tưới vào thì nó thừa nước và nó ngấm, nó chảy đi. Những cái lượng phân chúng ta nó sẽ bị mất theo. Thì tốt nhất là nên tưới vào cái thời tiết mà râm mát như thế này, như ngày hôm nay đây, râm mát đây. Và không mưa thì các bạn nên tưới. Và cái liều lượng thì hôm trước tôi đã nói với các bạn rồi. Các bạn hỏi là mình có nên tưới phân hóa học thường xuyên không? Thì như thế này, các bạn mà muốn cây của mình nó khỏe mạnh, nó lớn nhanh, thì một tháng chỉ nên tưới từ 1 đến 2 lần, không nên tưới nhiều. Ngoài vấn đề tưới phân, các bạn cần chú ý thêm đó là sâu bệnh. Nếu như trên cái cây của các bạn có nhiều sâu thì chúng ta dùng thuốc trừ sâu chúng ta phun. Nếu ít chúng ta dùng tay chúng ta bắt. Và nếu ở mức độ vừa phải, chúng ta có thể dùng nước điếu. Cái nước trong cái điếu cày chúng ta hút thuốc lào đó các bạn. Các bạn đổ ra, các bạn hòa. Ví dụ như là một bát nước điếu các bạn hòa với khoảng 4 bát nước lá là thành 5. Sau đấy chúng ta dùng bình xịt chúng ta phun. Thì những con sâu nó sẽ bị nhiễm độc của thuốc lào và nó chết. Cái này tôi đã làm rồi, tuy nhiên là nó có mùi hôi, mất mấy ngày. Ngoài phân NPK các bạn có thể dùng phân DAP, ta gọi là DAP đấy, nhập khẩu của Mỹ hoặc là nước nào đó, thì chúng ta dùng chúng ta tưới. Còn đối với những cái loại thuốc kích rễ thì chúng ta cũng không cần phải dùng thường xuyên đâu. Vì khi chúng ta dùng phân hóa học NPK chúng ta bón hoặc là phân DAP chúng ta bón thì cây nó khỏe mạnh rồi, không cần kích rễ nữa. Một vấn đề nữa về bón phân, đó là đối với phân chuồng, tức là phân gia súc đấy,
thì các bạn phải ủ mục các bạn mới bón cho cây. Các bạn đừng có lấy phân tươi các bạn bón. Bón phân tươi có thể làm sâu bệnh cho cây, làm dẹp cây và ảnh hưởng không tốt cho cây. Ví dụ như phân gà chưa mục có thể tạo ra rất nhiều mạt, rất nhiều dẹp. Phân lợn thì có thể làm quăn lá cây, làm cho cây bị virus, vân vân. Đối với các nhà mà nuôi gia súc như trâu, bò, lợn mà có cái phần nước ở như chuồng mà chúng ta rửa ra cống ra rãnh đấy, cái nước này nếu mà mới rửa ra chúng ta không nên dùng, người ta tưới cây vì nó cũng thuộc vào dạng phân tươi. Nhưng nếu mà nước như các cái bể bioga thải ra thì chúng ta có thể lấy, chúng ta tưới được. Tuy nhiên là chúng ta nên hòa một ít vôi vào để giảm vi trùng. Tuy nhiên là những cái loại mà như bể bioga hoặc là như các bể phốt nó ra thì nó sẽ có mùi hôi thối. Các bạn tưới thì cây rất tốt nhưng mà nó sẽ có mùi hôi thối. Đấy là một vài cái điểm lưu ý về vấn đề bón phân chuồng. Và cái gì cũng vậy, chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều. Đối với phân hóa học tôi nhắc lại là các bạn chỉ nên tưới một tháng từ 1 đến 2 lần, không nên nhiều. Còn đối với phân chuồng thì chúng ta nên trộn vào đất khi chúng ta trồng. Còn nếu bây giờ chúng ta muốn bổ sung thì chúng ta đào cái rãnh xung quanh cái thành chậu, đào sâu lấy khoảng độ 7-8 phân đến 10 phân, tùy theo chậu cao hay chậu thấp. Sau đấy mình dùng phân chuồng mục ấy, mình bỏ vào và mình lấp đất trên mặt lại. Và dần dần cây nó sẽ ăn bên trong, nó ăn ra ngoài cái thành chậu và nó lấy dinh dưỡng nó sống. Chúc tất cả quý vị và các bạn thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.